Quản trị truyền thông là gì? Các cái tố chất để có thể học quản trị truyền thông. Quản trị truyền thông thực ra nó có 3 việc lớn nhất. Thứ nhất là các bạn phải tiên đoán được cái xu hướng truyền thông là gì, các bạn tiên lượng, các bạn có ghi tầm nhìn. Thứ hai là các bạn phải biết được các cái nguồn lực nào sẽ hỗ trợ các bạn trong hoạt động truyền thông đấy và lập kế hoạch cho các nguồn lực đấy. Và thứ ba rất là quan trọng trong quản trị truyền thông là các bạn phải xử lý được các cái khủng hoảng truyền thông. Thì đấy là 3 cái nhóm việc cơ bản nhất mà quản trị truyền thông sẽ làm. Những cái bạn sinh viên nào có thể phù hợp với ngành quản trị truyền thông, hay là nói cách khác là các cái tố chất để các bạn có thể học quản trị truyền thông, thì cũng có 3 cái tố chất rất là cần cho cái người làm truyền thông. Thứ nhất là các bạn phải rất rất nhanh nhẹn, bởi vì nếu mà làm truyền thông mà không nhanh nhẹn thì không thể kịp được xu thế. Báo chí, truyền hình, các tin tức nóng sẽ xảy ra liên tục hàng giờ, thậm chí là hàng phút, hàng giây nếu các bạn không nhanh, không kịp được. Thứ hai nữa là các bạn phải rất rất chủ động, thực sự phải chủ động và năng động. Không có thể ngồi chờ được ai đấy bảo các bạn làm cái này, hay là bảo đi đến chỗ này lấy tin hay chỗ kia lấy tin. Các bạn phải rất nhanh nhẹn, khi thấy có tin tức ở đâu hoặc là xu hướng truyền thông người ta đang có nhu cầu về vấn đề gì, các bạn phải chủ động cung cấp cho báo chí để các bạn chủ động trong cái việc kiểm soát. Và đấy là một phần công việc của quản trị truyền thông. Và thứ ba nữa, rất là không kém phần quan trọng, đấy là các bạn phải rất linh hoạt và sáng tạo trong công việc của mình. Tất cả những người làm truyền thông đều rất là cần yếu tố sáng tạo, vì mỗi một sự việc xảy ra, một sự kiện xảy ra nó muôn hình muôn vẻ, nó không giống nhau, và không có thể sách vở hay là một cái chương trình nào đào tạo các cái bậc nào đi chăng nữa có thể cover hết được những cái việc đó. Thế cho nên làm truyền thông các bạn phải rất rất là sáng tạo.